Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Mình thấy gì đây và chúng ta sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Dragon City nhé. Thì ở đây nó sẽ cập nhật cho những cái con mới. Cứ mỗi ngày nó sẽ cập nhật những con mới và nó giống hệt như bên Monster Legend thôi. Và nó sẽ bán giảm giá cả ba con này luôn. Ta có trên mail này, có Patrick, con Hurst Dragon, con này khá lạ ra, chưa thấy bao giờ. Một con Santa 3.500 giảm xuống có 125, chẳng ai mua đâu mà. Nếu mà có game thì để dành tiền để mua mấy kia rồi. Chúng ta sẽ làm gì đây? Đổi ra được con mới à? 22 November để tận 25 November thì mới kết thúc cơ. Rồi, chị ạ. Con này mình còn chưa xem cơ. Black Friday này. Chắc là tiễn mình sẽ xem. Không biết có kịp không nữa. Sợ không kịp để đổi con kia. Chúng ta sẽ lấy food. Lấy food này. Win Battle Z này. Breeding ra trứng. Trứng gì đây? Trứng Eye và Electric. Hình như đã được rồi. Breeding đúng không? Ai và Electric thì mình đã xong rồi đây. Chúng ta sẽ bắt đầu bán một con đi vậy. Bán mấy con này đi, không cần nữa rồi. Ai Electric à? Đây. Đấy, xong luôn mà. Chúng ta sẽ xong luôn cái nhiệm vụ này. Xong luôn cả hai ấy, claim này. Chúng ta sẽ hatching Nature và Electric. Và đây thì sẽ là hatching giữa C và kim loại. C và kim loại. Đây mình có mà. Con này là sẽ là bóng tối và cái này thì không phải rồi. Archangel thì không phải rồi. Vào bán đi này. Chúng ta sẽ có con này. Lửa và sấm sét à. Con này cũng không được. Có vẻ như không được đúng không? Con này cũng không được luôn kìa. Có nghĩa là ta sẽ có một con nữa. Tạm thời để đây đã. Mình sẽ cho vào trong cái store nhé. Mình có khá là nhiều quả trứng rồng mới ấy. Mình sẽ có thể up thêm một số trứng rồng mới trong này. Mình up con gì đây? Để xem con nào mới ta sẽ up nhá. Chúng ta có con Serif là con cảnh sát trưởng này. Quả trứng nhìn trông khá đẹp. Và con Lamuta Dragon như kiểu Mexico ấy. White Island là cái con Anubis. Hay phết nhỉ. Mình sẽ up Anubis là con mới này. Con Anubis là con mới này. Vậy up con Serif đó là xong. Vậy up hai con đó là sẽ đủ full cái ô trống ở đây. Chúng ta sẽ đi up Serif nhá. Serif Dragon. Đấy, đã xong. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nhận phần thưởng thôi. Nhận phần thưởng ở trong này. Claim này. Tức là thu hoạch food đủ 250.000. Đấy, ta sẽ xong cái nhiệm vụ này luôn. 1 này, 2 này, 3. Thu hoạch hết chỗ này đi. Đằng nào thì cũng không biết có đủ hay không. Đây. Nó đủ nó sẽ tự động hiện cái số của chúng ta. Bây giờ sẽ win Liquid Butter. Liquid à? Liquid thì hơi khó rồi. Win Butter ở Win Butter in the Arena. Đấu trường đây. Mấy cái này thì cứ từ từ. Phải hatching thì hơi khó. Mấy cái nhiệm vụ này hơi khó. Chúng ta tiếp tục vào chơi cái này đi. Chúng ta tập trung vào cái mũ này. Vào cái bánh xe trước. Cái này thì có vẻ khá là dễ thôi. Không quá khó đâu. Đây cho nó xuống dưới. Và mình sẽ có thể lấy được 4 cái. Ngon. 4 cái. 4 cái vào đâu đây? Vào đây nha. Hợp lý. 4 cái. Bây giờ thì mình sẽ nổ cái nào đây? Cái bánh xe thì ít quá nhỉ. Katus. Katus khá nhiều. Mình nổ Katus đi. Yeah, đây còn 5 cái cơ, ngon. Chính xác còn 5 cái. Bây giờ thì vẫn là mũ thôi, vẫn là mũ và cái bánh xe này là quan trọng này. Thì mình làm cái đấy xong, cho nó xong đi. Một hit này, lại có mũ rồi, khá tốt ta. Bánh xe, mình cho cái này về. Cho nó ăn lên ở đây luôn này, nếu mà ăn phía dưới thì hơi mệt. Rồi, ăn cái này trước đi á. Bánh xe, khá tốt nhỉ. Yeah. Bây giờ thì ăn này thôi, ăn theo hàng thôi. 4 cái ở đây. Rồi. Cái này có thể nổ được anh em ạ. Cái này có thể nổ được rất lớn. Rất là nhiều cái, cửa này rất là dễ ăn này. Phải nói rất là dễ ăn. 4 cái này. Ui, nó nổ một phát. Đã vãi nhờ. Đã vãi trưởng, cần mũ thôi, cần mũ nữa là xong. Hiện tại đây có mũ cơ. Đánh kiểu gì đây? Chúng ta sẽ cho thằng này nổ luôn này. Đấy. Lấy mũ đi, càng nhiều mũ càng tốt. Nhưng mà đây có mũ. Cho này xuống đi, cho nó nổ hết chỗ này ra. Hy vọng là sẽ kiếm thêm được mũ. Cho nó xuống đi. Rơi xuống đây. Ui, tí được cái 5 ô kìa. Đáng tiếc vãi trưởng luôn. Ăn nổ ra này. Con nào 4 ô không? Mình cần hai cái mũ thôi là mình sẽ xong cái này rồi. Mình làm nào đây? Làm nào để kiếm hai cái mũ đây? Tạm thời để này đã. Cho xuống dưới đi. Cho xuống dưới, nó rơi xuống dưới là sẽ có nhiều cơ hội hơn.
Tại được cái dưới à, không phải cái trên ta. Đấy. Mũ vẫn chưa rơi xuống à? Mũ vẫn chưa rơi xuống. Đây rồi, có mũ rồi. Xong ngay, cho xong ngay cái nhiệm vụ thứ hai. Và mình sẽ kiếm thêm được một cái hòm nữa anh em ạ. Trong này. Trong này nó sẽ chứa cái con snail. Đấy. Cái này cũng có thể lấy được cái con rồng mới đấy. Và chúng ta thì sẽ thu hoạch tất cả vàng đi. Có thể đi. Để lấy thêm điểm coin nữa. Mình sẽ tập trung đi một con epic thôi. Còn cái con kia thì mình sẽ bỏ qua luôn. Mình đi bước con epic này thôi này. 17 bước nữa con này thì chắc là bỏ thôi. Còn 3 ngày nữa sẽ tập trung lấy con này nha. Mở hòm nào anh em. Trong này nó sẽ chứa cái gì đây? Trong này nó chứa con Ariel Dragon. Phía này hết coin rồi, hết sạch coin rồi. Nó đi cũng khá đắt đỏ đấy, nó không phải là rẻ một chút nào đâu. Mình xây được một tòa tháp nữa kìa, ngon. Xây với pha vẩn được một tòa tháp, à một mảnh của tòa tháp. Lấy thêm game. Game thì không lấy được rồi. Búp công lên và đi đánh nhau nào. Chúng ta sẽ cần đánh Arena Battle trước. Hoặc là quét, tùy. Có rất là nhiều thứ trong này diễn ra trong này. Đánh cả ngày luôn, có cái Island này, Island Quest này. Cái Island Quest này nên đánh trước đi. Và mình vẫn sẽ lựa cho những con Mega Rayquaza. Rayquaza của mình. Đây đây, chính xác. Chính xác, bây giờ phải dồn thức ăn cho này lên level 30 anh em ạ. Ok, mấy con này thì nó rất yếu, 40.000 rồi. Chúng ta đang ở cái cấp độ là B trừ. Mình thích hơn con này hơn là con Area Dragon. Nó giá trị hơn mà. Dù sao thì nó cũng sẽ là một con Heroic của team. Và nó có hệ Primer phía trước. Rất là tốt, rất là khỏe luôn đấy. Rồi chúng ta sẽ đánh bại xong con rồng ở đây, Black Friday các kiểu. Tiếp tục thì phía dưới này là chúng ta sẽ cái này là cái gì nhỉ? À, thu hoạch nhanh, quên mất. Quên mất là cái thu hoạch nhanh mà. Cái Electric Duck và Light Quest này, cái này thì mình để mình luyện cái thôi. Mình luyện sao thôi, cho mấy con kia thôi. Chứ cái này thì mình cũng không dùng mấy. Nó không cho dùng cái con Heroic à? Đùa. Có hệ khác không? Đây đây, để xem. Đây là Mega Rayquaza thì vẫn được dùng chứ. Vẫn được phép dùng chứ. Nhưng mà nó sẽ đổi. Nó sẽ không được đứng đầu nữa và mình sẽ cần phải đổi. Còn con này thì mình cũng có này. Con rồng này mình cũng có này. Ngôi sao ánh sáng 24.000 máu. Tiếp tục là sẽ là một con Cassia. Con này thì con này là một con ở trong cái lễ hội Halloween. À đây, cái con mà ta có thể xem được cái này. Xem quảng cáo để ra được con này này. Mình quên mất là có cái quảng cáo đấy. Không biết nó có bán cái game không nhở. Tại vì thiếu con này là chúng ta sẽ hơi bị mệt đấy. Social là cái gì đây? Xếp hạng à? Để xếp hạng cái bang hội à? Chắc là những cái xếp hạng bang hội thôi. À, để xếp hạng người. Từng người một. Mình đứng thứ 39.793 trên toàn thế giới. Đáng sợ nhỉ. Kinh hoàng. Biết được cái vị trí chính xác của mình. Kinh hoàng luôn. Cái hòn đảo like giống thì mình đích like được. Phải nói đích like được. Chịu rồi, không like được rồi. Heroic Patch. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào và đánh nhau ở trong cái phần Eternal War 2 nha. Và tập trung đánh nhau ở trong cái Eternal War 2. Mình cộng thêm được 10 cái cúp nữa này. Mình đâu phải yếu lắm đâu, đúng không? Và mình còn để con Frostbite ở trong này đấy. Con này này. Con gì nhỉ? Con này con Legend đúng không? Con này là Legendary. Và ok, chúng ta sẽ vào đánh nhau luôn đi. 31. Ai chà, khá khỏe. Một level 30. Rusty, giờ để ma băng vào trước đi. Nó thì nó không khỏe lắm, chỉ có mỗi con 2 Super Titan này thì nó khỏe thôi này. Còn mấy con kia thì yếu. Rồi, đánh thì đánh thôi, sợ gì nhá. Mình đánh trước thì ngon, chúng ta tăng thêm máu, ra thêm công. Tốt rồi. 2K1 này, cứ dùng chiêu này mà đánh thôi. Đánh trước là một cái lợi thế quá lớn, đúng không? Mình chỉ nhận tối đa tầm khoảng thêm 16.000 máu thôi. Đấy, mà vẫn giữ được tầm 26.000 máu. Cực kỳ tốt luôn. Yeah. Quá hay. Tiếp tục con này thì nó có, mình có Gaia Sap và mình cũng khá là khỏe đấy. Còn deck giết được cơ. Khỏe thế nhỉ? Trên đầu con này sẽ có băng à? 24 có chết không nhỉ? Ui may thế nhờ, tí thì chết này.
Thì tử ẹo luôn. May may, vẫn là may mắn. Tốt, và chúng ta sẽ cần phải leo lên cái 12k. Bây giờ là 11.200 đúng không? Còn nửa tháng nữa sẽ kết thúc cái này thì không biết có lên được không. Team này thì nó khỏe quá rồi. Thôi tôi nên skip. Ồ, có hai con Heroic à? Hai Heroic thì không ăn được, chắc chắn luôn. Đảm bảo 100%. Ui sao tận hai Heroic, hai con Superstition đi nhở? Hai phù thủy áo đen đây thì đánh thế nào? Người nông dân mới phải làm sao đây? Hai Titan level 35. Mặn vãi nhờ. Hẳn level 35 luôn đấy. Nó không cho mình một cơ hội nào để đỡ lại đòn của nó cơ. Ờ rồi, sẽ dùng tạm bọn này vậy. Kinh hoàng. Thật sự đáng sợ quá. Để mình sẽ cần dùng để skip qua nhiệm vụ này. Bắt buộc phải skip thôi, không cách nào khác. Đấy, đang skip qua nào. Lại hai Titan level 40. Hôm qua gặp toàn team yếu thôi, hôm nay thì đầy rồi, may thế. Đúng không? Vừa nói xong cái là nó cho mình team ngon ngay, đánh được. Team này ta đánh có đánh tốt rồi. Để xem nào, Sanderson, con này 4.000 thì cứ để cho con thần rừng của chúng ta luyện đi. Con này khá quan trọng vì nó có thể nâng sao được. Sức mạnh con này có thể tăng cao được, ví dụ như Kitsune ấy, có thể tăng lên rất khỏe. Nên nó có đủ mảnh óp để nâng cấp. Con đấy này, con Vulcan này, Mamatus này, một số con hero, một số con legend này có thể like được này. Thì nó rất khỏe. Nó khỏe hơn cả, có khi chỉ thua mỗi Heroic thôi ấy. Chứ chẳng không thua con nào khác đâu. Ở team này thì chỉ có mỗi con đầu tiên là khỏe thôi anh em, đánh được. Mình vẫn thấy nó dễ hơn so với cái lần trước đánh. Chết rồi, mình đánh sau à? Chúng ta phải đánh sau rồi. Rồi mình sẽ phải hy sinh rồi. Không phải hy sinh, gần chết thôi. Ngắc ngoài thôi. Chúng ta sẽ sử dụng con thần rừng nha. Và sử dụng chiêu ánh sáng lên con này. Tốt. Horatio. Con này thì cũng một hit. Ôi con này gầy trơ xương luôn. Nó chỉ có mỗi cái bộ xương còn lại thôi. Khắc hệ à? À, nó có băng giá khắc chế được mình. À, 12/20. Đây rồi, trận này thì cũng sẽ là dễ dàng. Sau cơn mưa thì trời lại nắng đúng không? Sau khi gặp team khỏe thì sẽ là team yếu. Ơ chết, chết thôi, ấn nhầm. Con này đẹp thế. Con này mình cũng có. Swap Dragon. Và sẽ có Gaia. Ui, 20.000 đấy. Không hề yếu chút nào đâu. Nhờ. Ngôi sao ánh sáng 21k. Khá tốt. 15/20. Và mình sẽ có một trận cuối cùng. Ồ, ngon. Cho đánh được full trận luôn này. Mà không cần phải 24.000 à. 24.000 thì nó hơi quá sức so với con kia. Nên mình sẽ dùng cái này trước để đánh đạn tạm đã. Con này nó sẽ nhổ rượu vào mặt mình. Khinh thường thật. Khinh thường với một Heroic. Nó uống rượu nó nhổ hàng mặt mình nhỉ. Khắc hệ à. À con Jax Oleton. Con này mình không lấy được này. Hơi đáng tiếc ta. Con này có thời gian và mình không lấy được. Toàn những con đẹp thôi mà mình không lấy được. Victory. Chiến thắng rồi. Đó, 18/ bao nhiêu điểm này. Khá là ok đấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ trồng thêm thức ăn này. Là điều chắc chắn này. Kiếm thêm điểm ở đây này. Claim này. Cho thu ăn khoảng 380.000. Thức ăn thì không đủ. Hiện tại chưa đủ. Từ từ đã. Chúng ta đang cột mốc level mấy đây? Cột mốc level 4 à. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục là Arcader hay làm cái gì đây? Bây giờ mình sẽ Liquid. Chúng ta sẽ còn mình chỉ còn đánh được khoảng 3 trận nữa thôi anh em ạ. Mega Rayquaza sẽ vẫn được tiếp tục luyện tập trong này. Nó giống hệt như con gì nhỉ? Rất là giống với cái con đúng không? Rayquaza mà tên của nó chính xác là như vậy. Area Dragon. Mình cũng đánh được nó đấy. Nhưng mà cấp độ mình đang B trừ và nó thì sẽ là A cộng. Nên thôi. Giết ra luôn rồi. 50.000. Mình có ánh sáng đây. Nhưng mà lượng đam của mình là hơi thấp. Thật sự hơi thấp thật. Mình sẽ dùng chiêu thường để giảm máu xuống đấy nhé.
26.000, chúng ta đánh được 26.000 đấy. Đánh phát nữa là chết. Tấn công 27.000, rất tốt. Nhìn nó tỏa sáng này mà, đẹp quá anh em ạ, mình rất thích con này luôn đấy. Phải nói thích, bia hiện tại là thích nhất ở trong tất cả heroic hiện tại của mình. Rất khỏe. Châu bò và khỏe, 40.000 máu. Rồi, trận đầu tiên thì khá là ổn thỏa đây. Trận tiếp theo nào, chúng ta sẽ lại đối đầu với một con heroic. Con này thì mình sẽ không thể giết được trong một phát đâu. Phải cần đánh 2 phát, ít nhất là 2 phát thì mình giết được nó. Andy đổi sang Mega Rayquaza. Rayquaza 1200. Không biết có dồn lên được khoảng 1300 không? Vẫn được ạ, rất tốt. Rất là ok luôn. Ồ, khắc hệ ạ, khắc hệ ạ. Thì ra là bị khắc hệ. Ghê đấy, nhá. Con này là con legend thôi mà. Mà nó nhiều cấp hơn mình. Mình sẽ luyện cho nó lên cái cấp độ bây giờ sẽ là B này, B trừ này, xong rồi B này và B cộng này. Đấy là tất cả cấp độ. Con lợn này nó khắc hệ mình ạ. Bực mình ta. Nhờ. Con này có cầm cái viên ngọc rồng theo người. Rất dị. Hai trận đã xong và ta sẽ còn một trận nữa. Một trận nữa trong này. Đây, chính xác là sẽ đánh thêm trận này. Chuckless. Con này khỏe lắm nhá. Nó sẽ còn... À, không sao, hai con kia thì... Ui ôi, chết luôn rồi, chết. Sấp mặt rồi, trận này không biết có thua hay không đây. Ui ôi, có 40 à? 2k linh hồn, cái gì đây? Level 40 này. Nó hút xuyên tâm à? Được rồi, mình sẽ vẫn có thể giết được. Nó còn con này khỏe lắm đấy. Chết tọt rồi. Bây giờ đánh kiểu gì đây? Chúng ta đánh kiểu gì bây giờ đây? Mình không có hệ khác. Vấn đề là không có hệ khác này. Và con này thì khắc hệ mình nữa, thế mới cay cay chứ nhỉ. Thôi thua rồi. Trận này phải dùng một game rồi. Đảm bảo phải dùng một game. Đam mình không đủ. Ui đánh phát 40 mấy ngàn. Revive. Cứu sống nó vậy. Chết mình đi này. Cuối cùng vẫn giết được nó. Thật sự là khó khăn. Vất vả nhỉ. Rồi thì chúng ta sẽ kết thúc đây nhé. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game. Đó chính là Dragon City. Bye bye.